vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13 tháng 11, bé tờ, 4 tuổi, ngụ xã Phong Điền, là con của vợ chồng chị K. Đờ, thờ, được người thân phát hiện rơi xuống cống sổ dung tử vong. Người nhà bé tờ cho hay, vào khoảng thời gian trên, bé tờ đi theo bác họ chơi gần cống sổ dung tôm. Xong, sau đó do bác họ có việc nên đi ra dung tôm phía sau nhà, chỉ còn một mình cháu tờ chơi gần cống. Lúc sau, người bác họ đi dung vào thì hoảng hốt phát hiện cháu tờ rơi xuống cống sổ dung của gia đình. Ngay lập tức, bác họ của tờ đã tri hô và đưa bé lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Hiện, gia đình và người thân đang lo hậu sự cho bé tờ.